Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Rất vui được chia sẻ tiếp tục với các chị và các bạn bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ nói phải dành cho những cái người mới làm kinh doanh, mới làm thương hiệu, mới làm cái ngành bán lẻ và thời trang. Vâng, bài học có tên là gợi ý một số những cái xu hướng thiết kế logo, thương hiệu và bao bì theo cái phương pháp chuẩn. Đối với ngành thời trang thì bắt buộc mọi người phải có một cái tên gọi thương hiệu, một cái logo, một cái slogan nếu muốn. Thí dụ như chúng ta biết rằng có những cái thương hiệu thời trang rất nổi tiếng trên thế giới như là Chanel hay là Gucci hay là Dolce & Gabbana hay là Alexander McQueen, đúng không ạ? Rất nhiều Louis Vuitton vân vân. Thế thì với những thương hiệu như vậy thì nó đều bắt đầu bằng một cái tên gọi, bằng một cái nhãn hiệu và sẽ có một cái logo thương hiệu. Thế thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn thứ nhất là các bạn cần phải có một cái logo, một cái biểu tượng, một cái thương hiệu cho cái thời trang của mình. Và chúng ta làm gì thì làm thì chúng ta cũng cố gắng là hãy tư duy theo cái lối là global, tức là toàn cầu một chút, theo cái lối là cũng hoành tráng một chút để nghĩ xa. Bởi vì tôi thấy là thực tế có nhiều mẹ là thiết kế những cái thương hiệu đặt tên là nấm rồi tí rồi tèo, và những cái thương hiệu đặt tên nó cũng rất là dễ thương thôi, nhưng mà thực sự là nó không có khả năng phát triển về mặt chuỗi và nó tạo ra cái cảm nhận về thương hiệu nó không được sang. Thế thì cái ngành thời trang của mình nên thế. Thứ nhất là các bạn nên đặt tên thương hiệu là tên bằng tiếng Anh. Nên nhé, không phải là bắt buộc, nên. Thứ hai là các bạn sử dụng tiếng Việt cũng được, nhưng mà những cái mà có dấu và không có dấu để tránh cái sự nhầm lẫn. Hết sức là cái tính toán cái việc đó. Đấy. Thế thì một cái bộ thương hiệu hiện nay ở trên thị trường thì nó cũng có giá, có khoảng độ từ 5, 10 cho đến 20 triệu mình có thể thuê thiết kế, bao gồm logo, bộ nhận diện thương hiệu, quy tắc sử dụng thương hiệu, cẩm nang thương hiệu, đúng không ạ, slogan vân vân. Đấy, cái giá này thì nó cũng rất là vô chừng, bình quân thôi, mình nói là dành cho những người bình quân thôi, 15-20 triệu là đẹp. Còn nếu mà các bạn có thể thuê thôi thì tôi sẽ cho các bạn xem một số những mẫu thiết kế tôi thiết kế cho khách hàng. Các bạn thấy là cái gì tôi cũng biết làm, đúng không? Video nào thấy kể là hãy thuê tôi, tóm lại là tôi làm cái gì? Thì công ty chúng tôi là làm marketing, đúng không? Công ty tôi có bộ phận media, bộ phận thiết kế, bộ phận viết quảng cáo, bộ phận đào tạo. Đấy, và bản thân để 11 năm đi làm của tôi để có những kinh nghiệm như bây giờ là việc gì tôi cũng đã làm rồi. Từ quay phim, chụp ảnh, thiết kế vân vân, kiểu như thế. Và bây giờ thì nó hình thành đến quy mô và có công ty, có đội ngũ nhân sự. Đấy. Tất nhiên là vài triệu các bạn cũng có thể thuê được, hoặc thậm chí là các bạn có thể tự thiết kế bằng cách là lên Google tìm các mẫu thiết kế, xong nó lại chắp và vá vào. Đấy. Thế thì một bộ thương hiệu chuẩn thì gồm những cái gì? Thì nó gồm một cái logo, đấy, logo là cái hình vẽ đấy, đúng không? Một cái slogan là cái thông điệp đấy. Đấy. Rồi thì biển hiệu, túi sách, tem mác, bao bì, danh thiếp, đúng không ạ? Lookbook, tờ rơi, tờ gấp, các vật phẩm quảng cáo, các cái cách thức in, các thông số chuẩn về chất liệu in, vị trí in, kiểu dáng in, màu sắc in. Các bạn nên sử dụng các bản thiết kế logo dạng 2D, đúng không ạ? Và có tính chất là làm sao mà có thể nó nổi bật nhất trên thị trường bây giờ. Mình lựa chọn cái gam màu nổi bật. Thí dụ như là các cái hãng thời trang lớn trên thế giới thì họ thường có xu hướng sử dụng các tông màu đen này nhiều. Một số cái dòng trang sức thì họ lại sử dụng ánh kim, hoặc là hãng Tiffany thì có màu xanh lá cây rất là dễ chịu, cũng vẫn tạo cảm giác thanh lịch. Thì mỗi một cái tông màu đấy thì đều là kèm theo đó là những câu chuyện, kèm theo đó là những cái ý nghĩa của cái người thiết kế của cái thương hiệu đó. Thì một số cái tông màu mà các bạn có thể quan tâm đến là đen, trắng, đỏ, hoặc là nhiều cái tông màu khác, đúng không?
Thí dụ như là Zara họ sử dụng thiết kế đen này, H&M là H&M đấy, đúng không ạ? H&M thì màu đỏ này. Đấy, thì gắn với các cái logo mang tính biểu tượng. À, ví dụ như là hãng Gucci thì chúng ta nhìn thấy này, chữ GC đúng không ạ? Hãng Dolce & Gabbana thì DG. Đấy, rồi thì hãng Hermes thì có cái chữ H kiểu kiểu như thế. Đấy là những cái gọi là logo mang tính biểu tượng. Thế còn bạn thích màu nào thì cứ chiến thôi, thích là nick. Đấy, nhưng mà theo quan điểm của tôi thì nên đi theo xu hướng của thế giới và xu hướng chuẩn. Đấy, được chưa? Đấy, thương hiệu thì nên thiết kế theo xu hướng global, được chưa? Để sau này có thể bán sang Lào, sang Cam, sang Miến, sang Mì, sang Mã, sang Thái kiểu như thế. Đấy, nên có lựa chọn những tên nó theo tiếng Latin. Đấy, ví dụ như là một cái tên rất là Ý này, một cái tên rất là Pháp này, một cái tên rất là Nhật này, hoặc là một cái tên rất là Anh này. Đấy, kiểu kiểu như là Pháp thì cách làm nhé, vào Google tìm the most popular French name, cái tên Pháp phổ biến nhất, kiểu như là Gabriel hay là François hay là Élise, kiểu kiểu như thế. Thế còn Italy thì lại có những cái dòng Romali rồi thì Roma rồi thì Isabella, kiểu kiểu như thế, thì các bạn tìm trên mạng nhiều lắm. Các bạn sáng tạo ra một cái tên nó hay hay một chút, nó dễ nhớ một chút, né những cái tên nhím nghé tí tèo sóc ra nhá, chuột ra cũng được, nhưng mà tôi thấy là nó hơi quê và nên nghĩ xa một chút, bởi vì sau này tí tèo nó không đi được đến đâu đâu. Hãy cho nó trở thành Tây đi, được chưa? Vâng, tất nhiên cái tên nào cũng ok thôi. Đấy. Rồi, có một cái ví dụ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, một cái tên rất là lạ. Đấy là cái thương hiệu thời trang FCUK. Vâng, nếu mà các bạn nhìn thoáng qua một phát, các bạn nhìn rất giống một cái chữ mà các bạn nghĩ trong đầu ấy. FCUK này các bạn nhìn rất giống cái chữ mà tôi và các bạn đều đang nghĩ tới ấy. Đúng không? Cái chữ mà hay nói bậy ấy. Đấy. Thế thì đây tôi nghĩ rằng là nó là tình cờ thôi, nhưng mà thực ra là khi mà người ta đưa cái biển hiệu thương hiệu này lên đi qua cái là ai cũng phải nhìn tại sao có một cái thương hiệu là đặt tên nó lại bậy bạ như thế. À, nhưng mà nó lại là viết tắt của chữ là French Collection United Kingdom FCUK. Đấy. Thế nó không phải là cái chữ mà gần giống cái chữ mà chúng ta vẫn tưởng tượng. Rồi, cái xu hướng dùng tên viết tắt ở trên các cái thương hiệu thời trang rất là nhiều. Chẳng hạn như là hãng Yves Saint Laurent thì viết là Yes L, đúng không? Yes L, mình hay dịch ở Việt Nam hay gọi là hãng yếu sinh lý đấy. Đấy, GCDG. Đấy, rồi thì MQ, đúng không? Alexander McQueen đấy. Hay là LV, tức là Louis Vuitton, đúng không? Vân vân. Bởi vì cái tên Tây nó dài quá thì nó ngắn lại, thì mình cũng nên đi theo cái xu hướng ngay từ đầu. Đấy. Một số thì lại thích những cái tên xuất phát từ những cái quan điểm như là các cái nữ thần hay là những cái vị thần trong chuyện thần thoại Hy Lạp. Thí dụ như là từ Hermes trong thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu. Hermes đấy là tên của một vị thần. Và bây giờ cũng rất là nhiều người thích đặt tên các vị thần cho thương hiệu của mình. Thế nhưng mà nếu đúng ra Hermes là một vị thần lừa dối, đúng không ạ? Chứ không phải là vị thần sắc đẹp. Cho nên là đặt tên thì tôi nghĩ rằng là vị thần cũng được mà không phải thần cũng được. Thương hiệu thời trang thì tôi thấy là thường là đặt tên người. Tất cả những hãng nổi tiếng trên toàn cầu hầu như đặt tên là người. Salvatore Ferragamo, rồi thì Stella McCartney, đúng không ạ? Hay là những cái thương hiệu mà chúng ta thấy là tên tuổi cũng rất là dài. Hay là kể cả như Victoria Beckham cũng thế, DVB, đúng không? Ok. Cái tên nào cũng được. Đấy. Nhưng nó phải có ý đồ một chút. Đấy. Phải có làm global một chút, được chưa? Đấy. Logo thì đẹp và sang trọng là cần thiết, nhưng phải tính toán về mặt dài hạn để logo sử dụng, biểu tượng, màu sắc nổi bật nhá. Phải đưa cái nhất diện đặc trưng vào trong sản phẩm. Ví dụ nhá, ví dụ như Burberry. Burberry là các bạn nhìn thấy cái áo mà nó cứ kẻ caro một chút thì nhìn cái là biết ngay đấy là biểu tượng của Burberry. Thế thì ví dụ như ở Anh chẳng hạn thì người ta thấy là cái thương hiệu đấy, người ta nhìn cái kẻ đấy người ta không thích nữa,
Thế nhưng ở các cái thị trường mới nổi như là Việt Nam chẳng hạn, hay là thị trường kém phát triển, thì nếu mà nhìn cái vạt áo có cái biểu tượng Burberry cái thì thấy là rất là sang, rất là xịn, biết ngay đấy là Burberry, hàng cao cấp, hàng thời trang đắt tiền, đúng không? Đấy. Hay là Gucci thì bây giờ cũng có những cái kẻ sọc màu đỏ và xanh trên giày này, trên túi này, trên áo quần này. Đấy, và logo áo của Gucci này, họ thường, các cái hãng này họ thường sử dụng các con vật rất là nhiều. Tôi không biết tại sao, nhưng mà áo thun họ có xu hướng sử dụng các con vật khá nhiều. Thí dụ như con bọ này, con ong, con ve này, con voi này. Đấy, nhiều. Thì các bạn nên cân nhắc sử dụng. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm cái sản phẩm của chúng ta có xu hướng quốc tế, để sau này chúng ta bán toàn Việt Nam rồi bán ra nước ngoài cũng rất là ok. Vâng. Và sau đây thì tôi cũng sẽ giới thiệu với các anh chị một cái bộ logo chuẩn Crowdspace của chúng tôi, để các anh chị có thể xem và tham khảo thêm cái cách làm. Còn các anh chị thiếu cái gì thì các anh chị bổ sung, các anh chị từ đó có những cái ý tưởng để các anh chị phát triển cho mình, hoặc là rebranding. Rebranding tức là chúng ta tái định vị thương hiệu, chúng ta có thể đổi tên, chúng ta có thể thay tên, thay logo, thay màu sắc, thay thương hiệu. Đấy. Cái chuyện mà trước đây thương hiệu này bây giờ thương hiệu khác vẫn là nó rất là nhiều. Hay là đổi màu, vẫn tên đấy nhưng đổi màu. Agribank trước là đang màu xanh, bây giờ chuyển sang màu nâu đất, kiểu như thế, đúng không? Hay là cái chiến lược mà dùng thương hiệu theo kiểu thương hiệu gia đình, thương hiệu hình ô, hình cây. Đấy, rồi thì thương hiệu độc lập. Thí dụ như là Honda thì là tất cả các hãng sản xuất của Honda đều có thương hiệu Honda. Nhưng sau đó là xe máy Honda, ô tô Honda, máy bay Honda. Honda có máy bay nhé. Vâng. Đấy. Samsung thì tất cả mọi thứ đều có Samsung. Đấy, phía đằng sau là sẽ có những cái thương hiệu nhỏ này đại diện cho từng cái sản phẩm cụ thể. Thì người ta dùng cái chiến lược là thương hiệu tập đoàn, hay còn gọi là thương hiệu hình ô. Thế còn nếu mà các bạn làm các thương hiệu độc lập thì mỗi một nhãn bạn ra một thương hiệu riêng không sao cả, tùy vào chiến lược. Đối với ngành tiêu dùng thì các bạn cũng có thể làm như thế. Bởi vì ngành tiêu dùng cái tỷ lệ rủi ro nó chết rất là cao, thì chúng ta có thể tách rời nó ra, đừng cho nó liên quan đến nhau làm gì cả. Những cái thương hiệu lớn, công nghệ, nó cần phải là một thương hiệu bề dày thì người ta mới sử dụng thương hiệu tập đoàn như thế. Hay là thế giới di động này nè, dùng một cái biểu tượng, cái hình cái thằng người đấy đang đi này, thế giới di động đấy. Bách hóa xanh cũng dùng cái thằng đấy. Đấy, rồi thì điện máy xanh cũng dùng cái thằng đấy, kiểu như thế. Đấy cũng là một cái cách làm, thì các bạn nên có cái nhìn rộng hơn, và các bạn mua các cuốn sách đọc về thương hiệu, rebranding như thế nào, branding như thế nào, đúng không ạ? Và phát triển xây dựng ra sao. Ok, thì cái bài này tôi chỉ giới thiệu sơ lược và có xu hướng nói về thời trang nhiều hơn trong cái việc thiết kế. Và cái ví dụ của Crowdspace thì các bạn đã xem thêm trên màn hình sau, được chưa? Và nếu như mà các bạn cần tư vấn hoặc là cần thiết kế bộ nhận diện thương hiệu thì các bạn tôi tìm tôi sẽ thiết kế cho các bạn, báo giá. Và nếu mà các bạn không ưng thì các bạn tôi lại tư vấn cho các bạn đi chỗ khác thuê, được không ạ? Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn.